Tốt rồi gì đây, không có đề gì đá đây. Lùi đều. Vị trí. Bây bị mất áo trọng tài rồi, nhiều. Đá đi. Quay là phải nha. Mất áo trọng tài nhiều quá. Rồi vào lấy cái, vào lấy cái. Một. Một. Hay lắm rồi. Hay quá. Anh em vào. Kêu họ Dương. Vị trí. Của ai? Họ cùi cái ô lên. Cùi lên. Cho cùi. Cùi trò à? Này Nam Dương ơi. Kệ họ đi. Vị trí. Vị trí của trận đấu rất căng thẳng. Kệ họ đi, thoải mái đi. Có gì để lao. Đá tách đi anh, chủ động đi. Bình tĩnh thôi, đá chậm thôi. Đánh vào. Lùi đi. Toàn đấy. Vị trí. Số 5 lên. Chết rồi, có gì nữa đi. Chết làm sao được. Trượt rồi. Tốt. Vấn đề luôn. Vị trí. Đánh cánh đỉnh lên. Anh em Phong ơi. Anh lên được quả. Cứ thoải mái lên. Lấn ham bóng thôi. Đúng rồi. Bố đến em. Gì mà lóng cho em ơi. Không cần thiết đâu. Anh Dương ơi. Số 5 lên anh Thành nhá. Không đáng mà. Quen kiểu đá phủi đi. Tao kia. Rồi. Rồi. Đã xong rồi.